chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Trong những giờ qua bão số 4 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 16 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 150 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 16 giờ ngày 8 tháng 10, bão số 4 cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 150 km về phía nam tây nam. Cường độ bão giảm còn cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến 16 giờ ngày 9 tháng 10, bão số 4 di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 210 km về phía đông. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 10, bão số 4 tiếp tục suy yếu ở trên vùng biển phía nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp. Thưa quý vị, như vậy là bão số 4 sẽ suy yếu và tan dần đi trên biển, nên sẽ không tác động đến đất liền của nước ta. Tuy nhiên, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ vẫn có sự thay đổi, do nguyên nhân là một khối khí mát ở phía Bắc di chuyển xuống nước ta, nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó toàn bộ khu vực trung du và vùng núi phía Bắc, các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Việt Trì và cả Cao Bằng đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi cao hơn. Trong chiều và đêm nay ngày 7 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Nằm xa hơn về phía nam, nên khu vực trung bộ từ Thanh Hóa trở đến Bình Thuận. Hôm nay thời tiết ổn định hơn, ít mưa và ngày trời nắng. Trong đó, khu vực Quảng Ngãi ngày hôm nay thời tiết cũng khá ổn định. Ngày trời có nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Vào chiều tối do có mây đối lưu tồn tại và phát triển nên khu vực các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa đã gây mưa cho một số nơi nói trên. Từ thời điểm hiện tại đến vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục tồn tại phát triển và có khả năng gây mưa rào và dông cho các huyện nói trên và có thể mở rộng ra các khu vực lân cận cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong dòng. Ngày mai, ngày 8 tháng 10, trên khu vực Quảng Ngãi có phần giảm nhiệt hơn so với hôm nay. Mức nhiệt dao động trong ngày từ 24 đến 32 độ C, ngày hưởng nắng yếu. Vào chiều, khả năng vẫn còn có mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi trên khu vực tỉnh, nhất là khu vực miền núi, cần đề phòng có xét và gió giật mạnh trong dòng. Và sau đây là thông tin một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có xét và gió giật mạnh trong dông, ngay có lúc hận nắng yếu. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng yếu, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có xét và gió giật mạnh trong dông. Thị xã Đức Phổ mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày hận nắng yếu. Thị trấn Ba Tơ, Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có xét và gió giật mạnh trong dông, ngày nắng yếu. Lý Sơn, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng yếu. Sau đây là thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của Hoàng Lưu Bão số 4 ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trong 24 đến 48 giờ tới, có gió mạnh cấp 7 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 2 đến 4 mét. Riêng vùng biển phía Bắc sóng cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 tới 8 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa. Trong đêm nay và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Bà con đánh bắt ở khu vực từ Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi thì trong đêm nay và ngày mai lưu ý, thời tiết có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa làm tầm nhìn bị hạn chế giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 1 đến 2 m. Riêng vùng biển Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh cấp 6 trong dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết này cũng không ảnh hưởng đến hoạt động ra khơi buôn lưới của bà con, tuy nhiên luôn dự phòng những phương án an toàn để đề phòng thời tiết diễn biến xấu. Và sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thời tiết ổn định, ít mưa, ngay trời nắng. Nhiệt độ ở khu vực này ít có sự thay đổi, cao nhất trong ngày vẫn dao động từ 32 đến 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 10, ở khu vực này tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đề phòng có lốc, xét và gió giật mạnh trong dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Ở Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.